Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay ngày cuối tuần à? Ngày hôm nay ngày cuối tuần đúng không? Thì chúng ta sẽ chơi với nhau một cái bộ thật là đặc sắc, thật là giải trí anh em nhá. Đấy. Xem nào. Lưỡi sói mòn được này. Ốc à? Cho con ốc sớm. Ốc thì kết hợp với cái gì? Glacier à? Ốc Glacier đánh rất là nhanh. Đấy, có một cái món đồ mới, nó chính là cái búa bát đúng không? Búa stun. Ốc đánh nhanh rất là hợp cái món đấy luôn. Có chơi không nhỉ? Tôi đang có một cái ý tưởng rất là hay nhưng mà cứ mua cái con ốc đã nhá. Cứ mua con ốc đã. Rồi. À, gót phải không? Từ từ. Gót à? Gót half orc. Liệu rằng có phải là gót half orc không? Ra Senbo Exit sớm thì khả năng là sẽ là chơi half orc được, chơi gót. Cái video clip ngày hôm nay ấy, thì tôi cũng đồng thời, ngoài cái việc là nó là video clip cuối tuần, thì đồng thời nó cũng là một cái video mà tôi dành ra để tôi cảm ơn anh em Quang Minh Trần. Rất là cảm ơn anh em Quang Minh Trần trong suốt khoảng thời gian 3 năm vừa qua đã theo dõi kênh cũng như là ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em Quang Minh Trần rất là nhiều. Và cái video clip này như là một cái món quà tri ân anh em Quang Minh Trần anh em nhé. Đấy, anh em thì tôi có hỏi anh em nhưng mà anh em không thấy anh em nói gì nên là tôi tự làm luôn. Ok. Chưa biết anh em ạ, vẫn chưa biết. Gót đẻ. Đồ lấy lúc đầu không giống gót lắm nhỉ. Đồ đánh tay cơ. Đồ đánh tay chứ không phải đồ gót. May là có một cái viên tinh thể mana để giúp cho chúng ta có thể là hồi mana sớm để đánh gót đấy. Nếu mà tí nữa mà quay xe thì vẫn còn cái đồ mana. Đấy. Chứ không hẳn là chỉ có là đồ đánh tay. Bây giờ chuyển sang Glacier đánh tay thì cũng có những cái món đồ đánh tay hợp lý. Bây giờ mà không ra gót thì khả năng là sẽ mất chuỗi sớm rồi. 3 con Warrior ở phía trên và 2 con Glacier. Tuy nhiên cái đội hình này đánh tay khá là yếu. Đấy, chết cái con Sambo là rất có thể sẽ bị thua. Trời ơi, bài yếu quá. Hỏng rồi. Chưa biết được là nó là cái gì đây. Glacier thì cũng phải ra Berserker thì mới chơi được. Vớ vẩn đấy, mấy round nữa là Eco anh em ạ. Trông thì 100% máu nhưng mà yếu quá rồi. Tầm này round 6 mà đội hình chán quá. Vẫn chưa xác định được chơi gì đâu anh em ạ. Từ từ xem nào. Đầu game thì nói chung là cứ ra được cái con gì tận dụng được thì chơi. Round này chắc chắn thua rồi. Round này chắc chắn là thua. Đối thủ quá mạnh rồi. Thậm chí là còn không vụt thêm được phát nữa. Nếu mà vụt thêm được phát nữa thì là khả năng là sẽ mất ít máu. Chứ không đến lỗi lọt 4 con. À từ từ. Gót siêu đẻ. Ui nhưng mà cái bộ gót siêu đẻ ấy, cái gót siêu đẻ thì lại có anh em có anh em khác, anh em yêu cầu ấy. Anh em nào nhỉ? Để tôi nhớ nào. Mấy hôm trước có mà anh em yêu cầu gót siêu đẻ. Để tôi xem, tôi có cái quyển sổ, tôi dở quyển sổ ra tôi biết ngay. Anh em đợi tí. Của anh em Quân Chu à? Gót siêu đẻ của anh em Quân Chu. Nhưng mà thôi, anh em Quân Chu, nếu mà hôm nay tôi có làm bộ gót siêu đẻ thì
coi như là tôi vẫn chưa làm cho anh em. Đấy, anh em quân chu để video xa, video sau nhá, video khác. Hôm nay nếu mà có làm gót siêu đẻ thì tôi cũng sẽ làm cho cái này là video tri ân cho anh em Quang Minh Trần đã. Ok. Gót siêu đẻ nhưng mà nó phải có con mala thì nó mới đẻ được, chứ còn gót siêu đẻ mà không có con tăng mala thì nó cũng không, cái cooldown của nó không kịp. Coi như là cooldown nhanh thì nhanh nhưng mà hồi mala thì nó lại không bắt kịp được với cái cooldown. Đấy rồi. Gót siêu đẻ thật anh em ạ. Hai con Whisperseer này. Ba con Whisperseer rồi này. Nó chưa có gót, chưa có gót, chưa có gót. Vẫn chưa có gót đâu. Ok. Này ngon hơn không? Bây giờ mà có con sói ấy nhỉ. Phải có cái hàng phía trên nó cứng một tí. Ở đây là hai bit kết hợp với cả cũng chưa có gót. Giờ áp vừa lên 6 cho con giơ so vào. Có điều là tôi lấy đồ ấy, nó đang hơi không giống như là chưa gót siêu đẻ lắm. Bởi vì làm sao gót siêu đẻ nó phải tăng mana nhanh cơ. Đúng không? Tăng mana chậm quá, đẻ ít quá. Vẫn ăn được thằng 100% máu này, thế là ngon rồi. À ui rồi ui anh em ơi. Ờ. Thế này là 3 sao sớm này. Thế này là 3 sao sớm đây. Một con wizard nữa, quá đơn giản rồi. Chỉ cần một con wizard nữa. Và nếu mà ngon nhất thì nó chính là cái con gì nhỉ, Grand Herald. Grand Herald bây giờ mà ra là tuyệt vời luôn. Có cả God luôn này, kích hoạt wizard luôn. Hợp lý đấy. Mỗi tội chưa có God siêu đẻ. Hiện tại như này là tôi sẽ có cái lượng mana nó tăng lên, giúp cho chúng ta có thể gọi đệ liên tục. Level 7 là ngon nhất. Lên level 7 là ngon. Level 7 chơi là 4 gót kẹp với cả 4 gót kẹp với cả 2 bit thôi, 2 bit thôi. Một con dưa so và một con ấy. Ui nhiều này. 15 máu, phải đái. Được. Nên level 7 nó sẽ là kẹp với Whisperseer, kẹp với cả 4 gót, kẹp với cả dơ so. Là vẫn còn thừa một slot đúng không? 2 slot nữa. Mới có 5 thôi, 2 slot nữa là 2 con beat. Đấy, 2 con beat thì ngon nhất ý, nó chính là hai con sói và con Tutka. Đấy là hai con nó thuộc tộc Warrior. Chúng ta sẽ có cái hàng trên nó khá là cứng. Đủ cứng để có thể câu kéo thời gian để gọi đệ. Grand Herald mãi không ra nhỉ anh em nhỉ. Có nhiều lúc của nó ra nhiều mà có nhiều lúc không lấy nó ra luôn. Từ đầu game bây giờ như chưa có con nào rồi mà. Được không? Ui chết rồi, nó bứa trong kìa. Gọi đệ ra. Đúng rồi. Con làm mua Asia là Phật cho con đi xương chiến. Con làm mua Asia là Phật cho con đi xương chiến. Con làm mua Asia là Phật cho con đi xương chiến. Con làm mua Asia Phật cho con đi xung chiến. Con làm mua Asia Phật cho con đi xung chiến. Con làm mua Asia Phật cho con đi xung chiến. Con làm mua Asia Phật cho con đi xung chiến. Con làm mua Asia Phật cho con đi xung chiến. Con làm mua Asia Phật cho con đi xung chiến. Ui giời ơi, ra luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời. Trời ơi, đúng gót siêu đẻ là hợp lý rồi anh em ơi. Chuẩn 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 bài rồi. Thế chứ lị. Có cái đức tin nó quan trọng thật sự luôn. Mình cứ phải tin vào là cái đao đầy nó ra xung chiến anh em ạ. Sau đấy là khấn một chút thế là ra. Được đấy. Bây giờ God, God đâu, God đâu? Grand Herald đâu, Grand Herald đâu? Trời ơi, có sừng chiến rồi. Được 1 phần 2 quãng đường dẫn tới thành công rồi. 50% của cái sự thành công nó đã ra rồi đấy. Bây giờ chỉ còn 50% còn lại thôi. God, God, God ra đi God ơi. Ủa thằng này sấp mặt với tôi, thằng này sấp mặt với tôi, thằng này sấp mặt với tôi anh em ơi. Thằng này sấp mặt với tôi thật này. Ui rồi. Ui,
Đẻ nhiều thế, 20 máu ạ. À. Ra 11 mà chưa ra Grand Herat nhỉ, cay nhỉ. Grand Herat mày phải ra. Mày phải ra Grand Herat thôi. Làm thế nào để ra Grand Herat? Grand Herat là chúng ta có hai gót này kết hợp với hai beat, kết hợp với Whisper Seer. Đấy. Ra đi. Mà thêm cái con dơ so lên 2 sao nữa thì tuyệt vời. Đây gót siêu đẻ đây rồi, chứ còn đâu nữa anh em. Nhớ lại một cái trận gót siêu đẻ rất là nổi tiếng ở trên kênh ngày trước. Đấy, chơi gót siêu đẻ kết hợp với Whisper Seer gặp ngay Hama. Không biết anh em xem cái trận đấy đầu ấy chưa? Hài kinh khủng luôn cái trận đấy. Gặp ngay Hama, nhớ lại người cũ. Sau khi mà tôi chơi cái trận này tự nhiên tôi lại nhớ lại Hama. Ơi kìa, chết rồi kìa. Ok, vẫn nhiều, cơ. 93 máu còn 74 máu á. 19 máu. Cũng không ít đâu. Round vừa rồi thì 20 máu, round này 19 máu. Dã man. Đấy là còn chưa có gót ấy. Có gót thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Ngày xưa ấy, nó có cái con mèo ấy. Nó kết hợp với hai con Whisper Seer này này. Nó còn đẻ nó còn nhiều hơn cơ. Bây giờ thì cái con mèo nó phải có cả hai con thì nó mới chơi được, chứ còn ngày trước ấy, con mèo nó chỉ cần một con mèo ra thôi là có thể kẹp với cả hai con Whisper Seer này vào là khỏe rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ nó buộc nó phải có hai con mèo thì nó tốn quá nhiều slot nên là cũng không chơi. Đấy. Cũng không chơi luôn. Để nó chơi như này cũng được rồi. Ơ kìa, thôi chết rồi. Cái con Bermala nó lên trên rồi. Nhưng mà tôi thấy là có vẻ như là cũng đấm đau đấy. Vẫn sống. Ok. Ok, ui một lượt nữa. Căng thật. Cũng 18 máu. Mỗi round 19 đến 18 máu á. có gót này, có gót này. Nhưng mà gót này thì thôi. Không bằng beat đâu. Tôi nghĩ là con này thôi. Có con Grand Herat vào thôi anh em ạ. Con này nó hơi bóp tim. Con like nó nhiều khi nó chói vào ấy. Nó chói làm cho chúng ta bị bóp. Tôi không muốn cái con đấy nó chói đối thủ lại. Siêu đẩy luôn. Ui thằng này to đấy. Vãi đái. Tôi vẫn thua nhỉ. Ôi chào, tôi chết rồi. Cái thuyền nó đặt nó phát chết luôn con Whisper Seer ạ. Vãi đái, thôi xong rồi. Thua. Thuyền to thế. À ôi, mất chuỗi này. Vẫn chưa thấy Grand Herat đâu. Cay thật. Chưa thấy sói đâu. Cuối cùng là vẫn chỉ kết hợp được với hai beat. Chính ra là Whisper Seer ra sớm này là bây giờ nếu mà ra được Wizard là lên được 3 sao rồi chứ. Mà đen thật đấy, nó không ra luôn. Nếu mà chơi bộ này mà chơi kết hợp với God thì phải đánh ở level mấy? À, kết hợp với beat, kết hợp với 6 beat. Kết hợp với 6 beat thì phải đánh ở level 9 à. 6 beat kết hợp với 2 God thôi. 2 God kẹp với Whisper Seer đánh ở level 9. Chơi chắc chơi 2 God thôi anh em ạ. Đồ mana là có đủ đâu. Cooldown nhanh quá rồi, không kịp đầy mana. Vẫn chưa thấy đâu. Cái nhờ. U lấy cái gì đấy? Cấm đánh cái dìu pha lê nhỉ? Từ từ đã để xem nào. Chuyện này có khi lấy dìu pha lê ngon hơn đấy. Cấm đánh làm gì đâu, toàn bắn trưởng. Thôi lấy dìu pha lê đi. Tí còn có cái cửa mà đánh, chứ còn tí nữa mà không có dìu pha lê không clear được thì chết.
Harden không ra được Grant Harris thì khả năng là chúng ta sẽ có phải bỏ cái bộ này đấy. Không chơi được đâu. Ra muộn thì thôi, chắc là kết hợp với cả 4 bit à 6 bit và ngon hơn 4 bit anh em ạ. Nếu mà ra muộn quá là chơi bit thôi. Không chơi siêu đẻ gót nữa, chơi siêu đẻ bit đi. Chơi siêu đẻ bit. Thua này. Quay đài. Đấy, cái tầm này bây giờ yếu rồi mà chả đánh được thằng nào. Bây giờ kết hợp với cả 6 bit thì lại ngon. Vẫn chưa thấy ra cây nhờ, chả nhớ là Ron. Mà bây giờ Ron ý thì cảm giác cái bộ này nó phải đánh ở level cao, level 9. Ron bây giờ ra được mấy cái con kiểu gấu hay là cáo không nhỉ? Hơi khó. Trận này nhiều thằng chơi bắn trưởng kiểu giải tán đám đông ấy anh em ạ. Nên là tôi đang tính là có khi là thôi dẹp cái bộ siêu đẻ thôi. Dẹp cái bộ gót đẻ đi. Chúng ta chơi beat đi. Tôi thấy khả năng clear của bọn này rất cao. Nhiều thằng chơi bắn trưởng. Ơ được, đấm một phát chết luôn ạ. Đám to phết nhỉ. À đây rồi, ui rồi bây giờ mới ra, muộn thế. Hỏng rồi. Có hai gót đấy. Muộn rồi, cái tầm này không đẩy được mấy. Bốn bit đi đã. Vẫn chưa gót siêu đẻ. Mà chơi 4 bit. Thực ra là có 6 bit rồi đấy. Kết hợp với 6 bit được à? Ừ đẩy cái này nhiều này. Đẩy được nhiều không? Mana nó tăng không kịp anh em ạ. Mana tăng chậm quá. Chơi gót thì mana tăng không kịp. Anh em vượt chứng kiến ấy. Không ổn. Kết hợp với gót không hay lắm. Mà chơi gót siêu đẻ thì không hay bằng là beat. Đây 4 beat đi. Chính ra để như này mới chuẩn này anh em này. 6 beat kết hợp với cái con Whispersia. Chả cần gót. Nhưng mà tôi vẫn sẽ giữ lại gót. Tôi vẫn sẽ giữ lại gót cho cái tương lai. Tương lai trận này khả năng là chúng ta sẽ ok, rồi. Thằng này chơi gì đây? Trận này liệu rằng có 9 mét không nhỉ? À úi dồi ôi, Bad Omen này. Căng phết nhỉ? Lại một cái con siêu đẻ nữa. Nhưng mà cái con này cooldown 60 giây anh em ạ. Không có ngọc giảm hồi chiêu thì nói chung là cũng không ăn thua. Cooldown những 60 giây. Bây giờ up lên 9 cho Battleman vào thì cũng ngon. Chúng ta có thêm vua lóc nữa. Thôi, tôi nghĩ là bán cái con này đi. The Saw này, chả cần. Cũng chả có slot cho vào ấy. Lên level 9 là thêm Warlock mà. Sau round 20 tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể chơi cái bộ 6 bit kẹp với siêu đẻ này ngon. Đấy, sau đó chúng ta bắt đầu giữ tiền. Lên 9 phát là bắt đầu giữ tiền thôi.
Đấy, có thêm những cái món đồ mala là ngon rồi. À ui, được quá nhờ, gương thần này là ngon này. Đúng không? Lấy cái gương là chuẩn rồi. Trên này có 5 rồng anh em ạ. Càng đấy, thôi thôi. Tôi định lấy cái gương nhưng mà tôi nhìn thấy 5 rồng 9 mét nhìn trông có vẻ ác quá. Thôi không dám anh em ạ, nói thật là không dám đâu. Chung căng đấy. Trận này vớ vẩn là phải kẹp cá kia các thứ vào. Tôi lấy trước cái quả cầu vực thẳm đi để kháng phép đi đã. Đấy, thầy mày, tương lai nó là 5 rồng 9 mét đấy, căng lắm. Có cầu vực thẳm rồi. Lấy cầu vực thẳm rồi bạn ơi. Lấy cầu vực thẳm rồi. Lấy cầu vực thẳm rồi. Ây da, ây da, nó trâu đấy. Hay, hay. Ok. Mặc dù cái món đồ này không dùng đến nhưng mà nó sẽ có giá trị rèn đồ. Kiếm cuốn sách đấy nhỉ. Rèn luôn, bây giờ lại không có đồ mana để mà chơi. Từ từ đã. Nói chung là nó vẫn cần phải có cái món đồ mana anh em ạ. Lên được 9 là ngon rồi. Được đấy, được đấy. Ây da, ui là có gương luôn này, ngon. Hay quá nhờ, bài này trận này là được độ đấy. Thế này ngon rồi. Ok. Lên 10 cho God đúng không? Chỉ còn thế thôi chứ còn gì nữa. Hai God ở level 10, hết. Vừa có Warlock, vừa có God, vừa có Beat. Đấy. Mục tiêu đó là lên 10 đó. Lên 10 sớm thì cũng được. Kiếm Battleman. Trận này có thằng chơi 9 Warrior. 9 Warrior thì thực ra nói chung là cái bộ siêu đẻ này nó cũng không sợ lắm. Không sợ lắm, nó đủ đồ nó vẫn chơi được. Đây là, chính ra là nó chính là cái bộ thần giáo ấy. Chỉ khác là dùng kích hoạt Wizard thôi. Thằng này chơi cái gì nhỉ? Trông như kiểu giống như là chơi trộm chó vậy. Có phải không? Tôi chết tôi rồi. Trông rất giống trộm chó luôn. Nếu mà thằng đấy là trộm chó thì chúng ta vẫn chưa có cái ấy đâu nha. Chúng ta chưa có cái món đồ chống trộm chó đâu nha. Càng đấy. Không biết có phải trộm chó không. Nếu mà nó quay xe đang trộm chó thì thế nào chúng ta sẽ phải rèn cái món đồ chống trộm chó đó. Bài này tương lai là nếu mà chơi Kira mà không có trộm chó thì là toang. Rất giống trộm chó. Có cái thằng 5 rồng 9 mét này sắp đi rồi anh em ạ. Có vẻ như là nó cũng không ok cho lắm. Tôi thậm chí tôi còn chưa kẹp cá vào đâu. Xếp lại đội hình một tí cho tách ra hẳn hai bên đi. Cho con già nó quẹt trưởng một bên thôi. Con gấu lướt được một bên thôi. Ôi chưa, con sâu tôi chết rồi kìa. Ơ kìa. Bớ sớm đấy. Round 26 lên được 10, kẹp được thêm 2 God. 2 God và 2 beat. À 2 God và 6 beat và 3 Warrior. Đánh được ở level 10 là chúng ta chỉ được có 2 God thôi anh em ạ. Thôi 2 God cũng được anh em nhá. 2 God thôi.
anh em cũng có thể nhìn thấy là kể cả bản thân hai gót mà cooldown nó còn không kịp, à cái tăng mana nó còn không đuổi kịp theo cái cooldown cơ mà. Đấy, nên là bốn gót nó phí lắm, nó thừa anh em ạ, nó không cần phải bốn gót, hai gót thôi là đủ. Và chúng ta kẹp thêm warlock vào ngon hơn, có thêm một slot cho warlock. Trong cái trường hợp mà ra con gấu bố ấy, mà bây giờ tôi chưa ra cái con nào nhá, nếu mà ra con gấu bố mà lên được 3 sao ấy thì chúng ta có thể kẹp được warlock mà kẹp thêm cả bốn gót nữa. Đấy, đến lúc đấy thì dồn đồ cho gấu bố thử xem con gấu bố nó có gọi đệ liên tục không nhá. 60 giây giảm cooldown xuống còn 20 giây tầm đấy. Rồi, bây giờ cái tầm này lên 10 kiếm hai gót thôi. Có lên đổi đồ tím luôn không nhỉ? Khá là nhiều đồ rác ở đây. Mấy cái đồ đánh tay thực ra là không cần đâu. Đổi đồ tím thôi anh em nhé. Ui không có sách rồi. Có Kira này. Thôi chắc là quay xe anh em ạ. Nếu mà Kira ấy, chúng ta chơi God kết hợp với cả Beat. God Beat nhưng mà không chơi siêu rẻ nữa. Tí bán ấy. God Beat kết hợp gì anh em biết không? Kết hợp với cáo. Quá chuẩn xác luôn. God Beat kết hợp với cáo, kết hợp với cả Kira. Con cáo nó sẽ lăn liên tục, nó sẽ chọt liên tục. Hợp lý chưa? Quá hợp lý. Chỉ có như thế mới đánh được mấy cái thằng kia anh em ạ. Tôi nghĩ là có thể là hợp lý lắm rồi. Rồi, bạn ơi, tớ có quả cầu vực thẳm ở đây. Ok, nhưng mà sao nó khỏe đấy. Nhưng mà vẫn còn sâu. Ui, đẩy căng luôn. Người nó chơi 6 human đấy. Chính ra cái con này ấy, châu phết. Một đống cái đồ kháng phép xong rồi lại còn thêm máu nữa, thêm giáp nữa. Châu thật sự. Quả vừa rồi mà rèn nó ra là cuốn sách thì tôi cũng sẽ không quay xe đâu. Nhưng mà không ra sách thì chúng ta lại quay xe thôi. Nếu mà ra được cái cuốn sách ấy thì sẽ chơi là siêu đẻ. Xong rồi tí nữa dồn đồ cho con gấu ấy. Ui tôi chết rồi. Hỏng rồi. Đấy, ui mẹ ơi, cái thằng này mới là kinh này. 5 dòng 9 mét tương lai đây này. Không chơi siêu đẻ đâu anh em ạ. Vãi đái. Gấu mét lên được 2 sao quá nguy hiểm rồi. Không chơi được đâu. Thôi. Giải tán thôi. Nó clear cực kỳ nhanh. Đẻ nhiều chỉ khiến cho con gấu nó lướt nhiều thôi anh em ạ. Tương lai là sẽ phải dồn đồ cho con cáo ấy. Tôi vẫn giữ hai cái món đồ kháng phép cực mạnh ở đây. Từ nữa dồn đồ cho cáo thôi. Cái sừng chiến ấy, từ lấy giờ cầm nhưng mà không có phát huy được nhiều hiệu quả cho lắm anh em ạ. Nên tí nữa chắc tôi cũng rèn thôi, rèn luôn. Không chơi nữa. Chơi kiểu khác. Trộm chó này. Tại đái, đúng như là tôi dự đoán luôn. Đúng thằng trộm chó rồi anh em ạ. Càng nhờ. Vậy là chuyện này mà phải đối đầu với cả trộm chó. Đang chưa có đồ chống trộm chó đây. Có khi phải rèn bớt đồ để lấy cái trộm chó. Giờ phải có một thằng chết. Thêm một thằng chết thì tôi rèn thêm. May quá vẫn giữ được một cái món đồ mà có khả năng rèn cái đồ xám. Chưa vứt hết đồ xám đi, vẫn còn đồ thừa. Trận này chính ra tôi chơi siêu đẻ mà tốc độ trận đấu nó khá là chậm nhá. Anh em có để ý không? Bây giờ round 28 rồi. Bình thường mà chơi siêu đẻ là nó phải đẩy kinh khủng khiếp lắm. Bây giờ tôi chơi siêu đẻ, nó cũng siêu đẻ, nó cũng gót gỉm các thứ kẹp vào. Trông có vẻ đẩy nhiều nhưng mà thực ra nó đẩy không nhiều anh em ạ.
do là không có con gấu. Cái con Whisper thì cái tốc độ tăng mana khá là chậm. Đánh mãi chả tăng được mana ấy. Ui rồi ôi, đẩy chết luôn ấy hả? Căng phết nhỉ. Đồ này thường nhiều quá. Lại vứt cho tôi ngay trộm chó chứ. Ơ được quá nhỉ. Thôi đi ngon. Rồi cứ chia đồ sang hai bên. Vậy là còn hai nhà mết với một nhà trộm chó. Trộm chó bắt đầu đi lên rồi đấy. Trộm chó bắt đầu khỏe rồi. Hai thằng mết đang có dấu hiệu là chịu thua. Một thằng lên 11 mà vẫn còn có thể có chuỗi thua được cơ kìa. Điều thật. 11 là đủ 5 dòng 9 mét rồi. 5 dòng 9 mét rồi vẫn đang chuỗi thua thì chứng tỏ là cái bộ đấy nó cũng không mạnh lắm đâu. Đang đánh thua đấy. Trận này mà nếu mà có đồ Kira rồi ấy, thì tí nữa tôi sẽ dồn đồ cho con cáo. Đấy, chúng ta có rồi mà. Có đồ Kira rồi. Nhưng yên tâm là tí nữa là cáo chỉ cần lên 2 sao thôi là chơi được. Đây này, ui nó quét kinh thật đấy. Căng ngật. Nhưng mà tôi vẫn ăn này. Đồ kháng phép rất nhiều. Đồ kháng phép rất nhiều. Hay, ui đẩy nó cực kỳ nhiều luôn, 18 máu. Quá tuyệt vời. Được đấy. Gặp mết mà nó có cái con gấu 2 sao mà chúng ta vẫn có thể đánh được nó 18 máu thì thực sự là cái bộ này cũng khá là ngon đấy nhá. Bây giờ tôi nghĩ là chắc là vẫn để này thôi. Đánh với cái nhà trộm chó thì tôi nghĩ là tôi vẫn để như này vẫn ngon. Nó sẽ không trộm chó được vào con Whisper đâu. Con Whisper nó vẫn có thể đẻ được. Nó sẽ bắt con khác. Nó bắt con gì tôi cũng chưa biết. Cáo bây giờ một con nhỉ, hơi sốt ruột. Cái con cáo mà đến bây giờ vẫn mới ra một con. Chúng ta lên được level 10 rồi mà nó vẫn chưa thêm tôi một con nào, cay thật. Thể biết là chuyển sang cái gì rồi nhưng mà vẫn chưa thể chơi được ấy. Chứ còn bây giờ nếu mà ra được cáo 2 sao thì vứt Whisper thôi, xong rồi dồn đồ cho cáo thôi, xong rồi hiến tế các kiểu vào thôi. Ở đây là có sẵn 4 Warlock ở đây rồi. Để mà đánh được với cái nhà kia thì tôi nghĩ là như thế là ok. Còn trộm chó thì chúng ta chuyển sang 6 Warlock thì cũng được. Để xem là chúng ta chuyển sang 6 Warlock. Thực ra bây giờ chuyển sang 6 Warlock thì cũng ok. Beat thì nó cũng đang toàn mấy cái con 1 sao thôi mà. Đen nhỉ? Rôn không ra luôn. Ui! Ngon. Từ từ nha. Tí cho 6 cá vào chơi cái bọn kia. Đổi. Bây giờ chắc đổi đồ cam thôi nhỉ. Tầm này đổi đồ cam thôi chứ. Tím đổi làm gì vậy đó. Bất diệt đấy. Tsunami con này phải chơi. Tí nó kẹp 6 cá mà anh em ạ. Trong trường hợp mà solo với cái nhà mết late game ấy. Trên này có một cái đen đấy là chúng ta không ra con gấu. Trộm chó này. Ui con này khỏe thật đấy. Mà tôi vẫn có Whisper Seer là vẫn đẻ được thì tôi vẫn có thể ăn. Được không? Đúng rồi, cứ tích stack vào người nó đi. Đúng rồi.
Ok, đấm mãi không chết được. Cứng ấy. Thằng này có giáp cuối anh em ạ. Vãi đài. Đấm mãi chết luôn. Đừng mà thua. Ơ điều thật. Điều thật đấy. Biết mà không làm gì được nó chứ. Anh em thấy là có điều không? Từng này con bít, từng này con bít vào mà không đấm được nổi nó. Nó có cái giáp cuối rồi. Càng lấy. Châu thật sự. Hòa này. Cháo này. Ngon. Này còn có cả con gấu nữa chứ. Bây giờ bán nó gì đây? Tạm thời như này đã anh em nhé. Dồn đồ cho con Omen. Con Omen thì thực ra thì nó cũng không phải là con co được. Nhưng mà chắc là nó sẽ gánh tôi được một thời gian. Ok. Ơ thằng này chơi 6 cá. 6 cá, 6 cá kết hợp với 6 clay. Căng ấy nhở. Ơ vãi đái. Khỏe đấy. 6 cá kết hợp với 6 clay luôn à. Nhưng mà chắc là thua chứ. Tôi thua thằng này. Chắc là do con Omen nó thả quả trưởng nó nổ mạnh quá. Mất nhiều máu. Đối thủ nó phản lại quả vừa rồi. Tức là cái thằng Clay ấy, nó muốn đấm chết cái thằng 9m. Thôi, Ron kiếm con cáo 2 sao thôi. Cay nhỉ. Kìa, không ra này. Hết tiền rồi. Rồi ôi, ra lại con Medu à. Thôi kìa. Sao này có lên bỏ cá vào không? Này cho nó an toàn anh em ạ. Thế này đi. Chả cần. May quá. Chưa gặp cái thằng mết. Gặp thằng này được. Ui nhưng mà nhìn nó đấm kìa. Khỏe phết nhờ. Có hồi máu rồi, có đấm được thằng này không? Đấm được. Đấm được. Đấm được. Đấm được. Đấm được. Đấm được. Có hồi máu rồi anh em ạ. Có hồi máu rồi. Có hồi máu rồi. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Ôi. Không đấm được luôn mà. Đồ nó khỏe quá rồi, nó chống bít lắm, nhiều đồ chống bít. Thả quả trưởng quá. Đúng rồi. Có gót anh em ạ, có gót nên thả được 2 lần trong một round. Nhưng mà vẫn không đấm được nó. Cây nhà bây giờ ấy, cái con cáo lên được 2 sao ấy, thì tôi có khả năng đấm được nó. Cáo mà không lên được 2 sao thì không bao giờ đấm được nó luôn. Ơ, chết rồi kìa. Thằng 9m bị thằng 6 cá đấm chết ạ. Cái thằng đấy có vẻ có thù với cái bọn 9m. 9m 5 rồng bị thù. À đây rồi. Hay quá. Được rồi đấy. Được rồi đấy anh em ạ. Được rồi đấy. Được chưa? Anh em thấy đã thấy ok chưa? Rồi. Có gót. Có luôn cả hiến tế luôn. Kira luôn đây. Liệu rằng chúng ta có thể đấm được không? Ừ.
bạn xác định là bạn gặp tớ là bạn đi rồi. 6 cá làm cái gì? Ồ, mày chắc chắn đi rồi. Ok. Cùn đào rất nhanh luôn. Hai gót là đủ. Không cần phải chơi 4 gót đâu. Con cáo này, cái cùn đào của nó khá là nhanh. Bây giờ chắc là nếu mà lấy thì tôi nghĩ là tôi sẽ lấy những cái món đồ cam. Lấy món đồ cam thôi. Tím thì chắc thì lấy thêm, tôi nghĩ là lấy thêm cái búa bình minh. Búa bình minh ngon. Tầm này chắc không cần cá nữa nhỉ. Bây giờ chuyển sang 6 Warlock đúng không? Kiếm thêm một con Warlock nữa vào. Tầm này 6 Warlock thôi. Chơi với cái nhà trộm chó chơi Warlock là ngon nhất rồi. Được chưa? Anh em thấy thế này ok không? Thằng trộm chó này nó sống khá dài luôn. Từ lúc mà nó chuyển sang cái bộ từ Goblin ấy, chuyển sang trộm chó là nó sống đến tận bây giờ luôn, vẫn còn 28 máu. Gặp bao nhiêu cái những cái nhà khỏe. Có nên rèn thêm một cái món đồ tím nữa không nhỉ? Hay là thêm món đồ cam luôn? Bây giờ tầm này vứt mấy cái món đồ kháng phép đi rồi. Thiếu một à? Nếu thế chỉ đánh được cái đồ đồ tím thôi. Thì lấy được đồ tím thôi. Còn nếu mà lấy đồ cam bây giờ thì lại thừa. Ok, như này vậy. Lấy búa xét. Rồi, bỏ đi. Đây. Rồi, ăn được không đây? 6 Warlock rồi đó. 6 Warlock và con cáo nó sẽ có khả năng hồi máu, nó sẽ không sợ đâu. Được chưa? Được không? Solo là sao? Ui, trông nó cứng đấy nhở. Ui, đấm nó không mất máu luôn nhá. Chọt không mất máu luôn. Ui, vãi đài, thế không được rồi. Không được rồi anh em ạ. Thua rồi. Nó đang hút máu dần của tôi. Không ăn thua, hồi máu không ăn thua. Đấy, bật cả bất diệt lên rồi kìa. Không được rồi. Không ổn. Quay xe anh em nhá. Godbeat chân ái rồi anh em ạ. Godbeat bây giờ nó là cái bộ chân ái rồi. Không phải là Warlock đâu. Godbeat. Chính xác nó phải là Godbeat. Cái bộ Warlock bây giờ như cái con không thuộc tộc Warlock là không được hưởng cái hấp thụ máu đâu. Nên là chắc là không chơi được. Nếu mà có chơi chắc là phải chơi con ác mộng đến 2 sao mới chơi được anh em ạ. Chúng ta dồn đồ cho ác mộng thôi. Nhưng mà bây giờ cáo đồ khá là ngon. Không biết có nên chuyển đến kiểu đấy không. Nhớ kiểu chơi 4 gót kẹp với cả 6 Warlock của ác mộng. Ăn không? Trông có phải ăn được đấy. Ok bạn ơi. Được anh em ạ. Được của nó luôn. Hay Godbeat là đúng là ăn được luôn. Chính xác rồi anh em ơi. Ui giời, sao không phải con gấu ba nhỉ? Được chưa?
Tôi đang có ý định là sẽ chuyển về 6 cá chơi với thằng này. Nhưng mà tôi nghĩ lại là nó cũng kẹp cá và nó kẹp 4 cá vào. Khả năng là sẽ không chơi được cái bộ cá đâu. Ơ con cá của tôi nó bị trói kìa. Thời gian trói sẽ giúp tôi lăn thêm phát nữa. Hay quá. Lăn tiếp. Lăn tiếp. Úi dồi ôi, chọc đau lắm anh em ạ. À. Gót cáo. Gót cáo. Úi chọc đau lắm. Được đấy. Gót bít được quá hợp lý luôn. Thôi vô địch rồi. Quả trứng này làm cho con cáo ba phải ngon. Thôi. Tôi nghĩ lại rồi. Này luôn. Ổn chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Nó trộm chó hộ cái. Ui là bắt con gấu kìa. Không, không sao. Rồi tớ sẽ giải tán hết thôi. Cáo lăn phát là chết hết mà. Ui rồi ui anh em nhìn nó chọt kìa. Khỏe thật. Trong thời gian bị trói là nó lại lăn tiếp. Đấy, vừa hết trói là cũng là chọt được luôn. Không cho nó đấm vào người luôn. Hay quá, cái con lai sờ à, cái con gì nhỉ? God of Lai của đối thủ ấy. Nó bóp tim, nó cứ trói con cáo vào anh em ạ. Con cáo của tôi nó cần gì đấm tay đâu. Nó chỉ cần là lăn nó chọt thôi. Sau đó trói vào cái đợi cùn đào xong lại lăn lên phát lửa. Quá ngon anh em ạ. Được đấy. Trận này tôi lúc đầu tôi định là nuôi con cáo 3 nhưng mà thôi, tôi nghĩ là không lên được 3 đâu. Để 2 sao này là ăn được rồi. Nó bây giờ nó sẽ bắt được những cái con như kiểu con gấu này hay là con Battleman. Còn con cáo thì nó sẽ không bao giờ bắt được. Tôi cầm dây chuyền đây rồi. Tôi sẽ rèn thêm một cái dây chuyền nữa cho con Velom. Hai con song kiếm hợp bích với nhau. Có cả bình minh luôn. Quá ngon anh em ạ. Lấy bình minh cho Velom. Rồi thế thôi. Hai con full đồ được rồi. Chúng ta thừa cái xích rèn lốt một cái bùa nha anh em nhá. Vẫn còn bùa. Đây rồi. Hộ cái bạn ơi. Riêng hai con co cầm đồ không bao giờ bị bắt. Đấy. Chắc chắn là hai con co cầm đồ là chắc chắn là đấm thoải mái rồi. Thế thì chúng ta sẽ không sợ nó đâu. Ok. Thấy chưa? Ở trên bàn cờ của tôi nó chỉ có 4 con thôi mà. Lúc vào trận ấy. Đấy, bắt được con gấu thì bắt thôi. Chà sợ. Cáo chọt quá đau luôn anh em ạ. Bây giờ là có 2 con kìa. 3 con luôn. Ui bạn ơi, vớ vẩn đi luôn đâu này không? Trông kìa. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, 13 máu à, 13 máu. Gọi cái bóng ra thì đi rồi, chắc chắn là đi rồi, 13 máu. Trời, dã man. Thực sự cái bộ God bây giờ kết hợp được với rất nhiều lineup hay. Hôm nay chúng ta kết hợp với cả Beat, thực sự là quá là kinh khủng luôn anh em ạ. Dồn đồ cho cáo, ngon đấy chứ. Beat là dồn đồ cho cáo chọt liên tục. Được đấy. Hy vọng là các anh em sẽ thích cái video này, đặc biệt là anh em Quang Minh Trần. Cảm ơn anh em Quang Minh Trần rất là nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lời còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Đại chiến dã thú. Có tới tận 4 nhà, 5 nhà chơi beat. Vậy nhà beat nào sẽ giành chiến thắng? Anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Siêu phẩm vô cùng kịch tính luôn. Tôi không nói gì hơn, anh em có thể chọn nếu anh em chưa xem nhé. Cực kỳ là kịch tính luôn, anh em cứ tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!